Hệ thống phòng không S400 chai ẩm được xem là biểu tượng xuất khẩu quốc phòng của Nga. Bất chấp dư luận khen, chê về hệ thống tên lửa phòng không này, quyết định mua nó được coi là một bước đi chính trị, đôi khi tổ hợp này được gọi là một công cụ ngoại giao quân sự của Nga. Quyết định mua các thiết bị quân sự luôn đi kèm với việc đánh giá khả năng phòng thủ và thành phần của thiết bị quân sự hiện có để tích hợp thiết bị mới vào cấu trúc hiện có. Vì lý do này, Algeria, Ai Cập và các quốc gia khác có lịch sử hợp tác kỹ thuật quân sự kéo dài hàng thập kỷ vẫn là những đối tác đáng tin cậy của Nga. Để sử dụng hiệu quả S-400, cần phải kết hợp nó với các hệ thống tên lửa khác và các phương tiện phát hiện kẻ thù trên không đồng nhất trong một hệ thống phòng không duy nhất của một đối tượng hoặc khu vực. Một lợi thế quan trọng của hệ thống phòng không là hệ thống điều khiển của nó tương tác hoàn hảo với các hệ thống phòng không trước đó, hệ thống phòng không S-300, to m 1 hệ thống tên lửa phòng không Panzer S. Ngoài ra, S-400 có khả năng kết nối thông tin mạnh mẽ với các nguồn thông tin trên mặt đất trên không hiện đại và đầy triển vọng. Những yếu tố này làm tăng sức hấp dẫn của tổ hợp đối với những người vận hành vũ khí và thiết bị quân sự do Nga sản xuất. Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ trở thành khách hàng nước ngoài thứ hai sau Trung Quốc mua S-400, nhưng thỏa thuận này hóa ra lại gặp nhiều khó khăn hơn do hoàn cảnh chính trị. Tranh cãi nảy sinh vì Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO. Ankara đứng trước lựa chọn khó khăn do chịu sức ép từ các đồng minh trong khối quân sự, chủ yếu là Mỹ, Khó khăn cũng có thể do sự không tương thích của hệ thống phòng không Nga với các hệ thống NATO khác mà Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng. Mặt khác, việc triển khai tổ hợp của Nga và sự xấu đi trong quan hệ với Hoa Kỳ, ở một mức độ nhất định, đã giải phóng đôi tay của Ankara và giúp nước này có thể theo đuổi một chính sách độc lập liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển Aegean. Trước khi mua lại tổ hợp phòng không của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự quan tâm đến các đối tác của mình. Năm 2009 Nước cộng hòa này đã khởi động chương trình Telosamit để tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa của riêng mình. Là một phần của chương trình đó, một cuộc đấu thầu đã được công bố để cung cấp các hệ thống loại này. Trung Quốc chào bán hệ thống phòng không Hồng kỳ 9 và thắng thầu, nhưng thương vụ không tiếp tục. Trung Quốc từ chối đáp ứng yêu cầu chuyển giao công nghệ đầy đủ của đối tác. Sau đó, một nỗ lực đã được thực hiện để có được hệ thống phòng không Patriot và SAMT từ các đồng minh NATO, nhưng cũng không thể đạt được thỏa thuận ở đây tháng 2 năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đàm phán với Nga để mua S-400. Cuộc thảo luận đã có kết quả và đến mùa hè, các nội dung chính của thỏa thuận đã được xác định. Một lần nữa, mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ có được công nghệ sản xuất tổ hợp lại trở thành một trở ngại. Tuy nhiên, các bên đã ký kết một thỏa thuận cho vay để mua chai ẩm. Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 4 hệ thống S-400, số tiền của hợp đồng là 2,5 tỷ đô la Mỹ, với 55% trong số đó do Nga cung cấp dưới dạng khoản vay. Và vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, Rosoboronexport tuyên bố hoàn thành sớm hợp đồng tất cả các bộ phận của hệ thống S-400, bao gồm cả tên lửa, đã được chuyển giao cho người mua. Đây là tiền lệ đầu tiên cho việc chuyển giao hệ thống phòng không hiện đại của Nga cho một quốc gia thành viên NATO. Điều này đã thu hút sự chú ý của các thành viên khác trong khối. Người đứng đầu liên minh phàn nàn về việc không thể tích hợp và mất khả năng tương tác S-400 vào các hệ thống thông tin của NATO. Hoa Kỳ đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ mua một hệ thống tương tự của Mỹ hệ thống phòng không Patriot. Khi đề xuất thất bại, Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo về các biện pháp trừng phạt vì thỏa thuận như vậy với Nga đã phạm phải đạo luật chống lại đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt CAATSA. Các biện pháp đối phó thực sự đối với thỏa thuận này đã dẫn đến việc Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình máy bay chiến đấu tấn công chung GSF để cùng sản xuất và cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cũng như từ chối đào tạo phi công Thổ Nhĩ Kỳ. Bất chấp áp lực Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ lập trường của mình. Ankara đang xem xét khả năng hợp tác hơn nữa với Hoa Kỳ và mua vũ khí và thiết bị quân sự, nhưng không có ý định từ bỏ các hệ thống S-400. Trong trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, rõ ràng đã có sự nghi ngờ về khả năng của lá chắn phòng thủ tên lửa NATO cũng như các phương tiện kỹ thuật phòng không lỗi thời hiện có. Theo các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ, một số vùng lãnh thổ phía đông và đông nam nước này vẫn nằm ngoài tầm bắn của tên lửa, cần phải hình thành hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của riêng mình đặc biệt là những nỗ lực như vậy đã được thực hiện trước đó. Trong ngắn hạn, việc thực hiện kế hoạch chỉ có thể thông qua việc mua lại các hệ thống nước ngoài và S-400 trở thành lựa chọn có lợi nhất. Ngày nay, Thổ Nhĩ Kỳ tự định vị mình là một nhà lãnh đạo khu vực, một bên tham gia nghiêm túc ở Trung Đông và mặc dù là thành viên của NATO, nhưng họ cố gắng hành động độc lập trong một số trường hợp thậm chí còn đối đầu với các đồng minh trong liên minh. Việc mua lại một hệ thống không được tích hợp vào cấu trúc thông tin của NATO theo nhiều cách là một minh chứng cho sự độc lập Iran khách hàng tiềm năng của Nga. Vào tháng 12 năm 2021, có thông báo rằng Nga đang đàm phán với một số quốc gia về việc cung cấp hệ thống phòng không S400. Cơ quan liên bang giải thích rằng một số quốc gia không bày tỏ sự quan tâm của họ đối với S400 do áp lực từ Hoa Kỳ, nhưng ngay sau khi các hợp đồng mới được ký kết, mọi người sẽ biết về nó. Một trong những đối tác chính trong việc mua S400 là Iran, một bên tham gia quan trọng ở Trung Đông đối thủ của iran trong khu vực là các nước ả rập dẫn đầu là ả rập saudi cũng như israel và tất cả trong số họ đều có thể cung cấp cho quân đội những công nghệ tiên tiến bao gồm cả vũ khí tấn công các đối thủ của iran cũng bao gồm hoa kỳ quốc gia đóng vai trò nổi bật trong khu vực tuy nhiên cuộc tranh giành quyền thống trị ở trung đông không phải là lý do duy nhất khiến iran phải suy nghĩ về an ninh không phận của mình chương trình hạt nhân của iran được coi là một trong những vấn đề chính đối với khu vực trong nhiều năm Iran lo ngại về các hành động của Hoa Kỳ và Israel cản trở sự phát triển của chương trình hạt nhân của họ. Các cuộc tấn công nhằm vào các nhà khoa học Iran và kế hoạch loại bỏ các cơ sở hạt nhân đang thúc đẩy Iran tăng cường khả năng phòng thủ, bao gồm lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa. Mối quan hệ vốn đã khó khăn với Mỹ khiến Tehran trở nên vô cảm trước các biện pháp trừng phạt kinh tế, và Iran đã có kinh nghiệm với các hệ thống phòng không của Nga trước đây. Giờ đây, Biên giới trên không của nước này được bảo vệ bởi các hệ thống S-300 mua được vào năm 2016. Trên cơ sở các tổ hợp này, Iran đang cố gắng phát triển các hệ thống phòng không của riêng mình, nhưng tiềm lực kỹ thuật của họ khó có khả năng tạo ra một hệ thống có thể vượt qua chai ầm. Ngân sách quân sự 15,8 tỷ đô la Mỹ cho phép Tehran đạt được thỏa thuận về việc cung cấp S-400. Nhưng có lẽ, Iran giống như Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ phải ký kết một thỏa thuận cho vay với Nga. Các nước Ả Rập Đại diện của thế lực đối diện với Iran cũng đã hướng sự chú ý đến hệ thống phòng không của Nga. Đầu tiên là Ả Rập Saudi, theo báo cáo trên các phương tiện truyền thông, họ đã thể hiện sự quan tâm đến ट्रायum vào tháng 10 năm 2017 khi quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud đến thăm Moscow. Sau đó, hệ thống phòng không của Nga nhiều lần trở thành chủ đề thảo luận giữa Riyadh và Moscow. Thường thì các cuộc đàm phán diễn ra trùng hợp với việc tình hình bên trong Ả Rập Saudi trở nên trầm trọng hơn với các cuộc tấn công tên lửa và tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Ngân sách quốc phòng 57,5 tỷ đô la Mỹ của nước này cho phép Riyadh tự do mua lại tổ hợp của Nga. Sự do dự của Riyadh có lý do chính trị. Mặc dù thực tế S-400 đối phó hiệu quả với tất cả các loại vũ khí đe dọa không phận của Ả Rập Saudi, nhưng lựa chọn được đưa ra có lợi cho các hệ thống Patriot và THAAD của Mỹ, hệ thống tỏ ra kém hơn về mặt kỹ thuật so với chai ả rập saudi không muốn mối quan hệ xấu đi với hoa kỳ một đồng minh quan trọng của quốc gia ả rập riyadh cân nhắc một cách cẩn trọng về các rủi ro và coi các biện pháp trừng phạt kinh tế có thể xảy ra là mối đe dọa lớn đối với đất nước một đồng minh quan trọng khác của mỹ trong khu vực cũng không thể đưa ra quyết định cuối cùng về việc mua các hệ thống của nga là qatar quan hệ khó khăn với các đối tác trong khu vực các cáo buộc hỗ trợ các tổ chức khủng bố và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia ả rập khác khiến qatar bị cô lập về ngoại giao Điều này một phần nguyên nhân đang thúc đẩy Qatar hợp tác với Nga, bởi Mỹ không thể giải quyết được tất cả các vấn đề liên quan đến các quốc gia đồng minh khác của họ. Năm 2018, đại sứ Nga tại Qatar cho biết Moscow và Doha đang đàm phán về khả năng chuyển giao trai âm. Phản ứng của các đối tác trong khu vực được thể hiện ngay sau đó. Ả Rập Saudi phản đối mạnh mẽ việc mua lại các tổ hợp. Theo Riyadh, việc mua lại hệ thống phòng không sẽ dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong cán cân quyền lực trong khu vực Phần thứ hai của tối hậu thư bao gồm các biện pháp ngăn Kata nhận S-400, thậm chí bao gồm cả biện pháp quân sự cứng rắn. Ngược lại, Kata nói rằng việc thực hiện các thỏa thuận với các quốc gia khác, bao gồm cả quân đội, là quyền chủ quyền của Kata, không ai được xâm phạm. Tuy nhiên, thương vụ vẫn chưa được thực hiện, các cuộc đàm phán đang được tiến hành nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Sự gần gũi về chính trị với Hoa Kỳ các mối đe dọa từ các nước láng giềng và sự kết thúc của giai đoạn cấp bách của cuộc khủng hoảng làm giảm khả năng Qatar mua được S400. Những khách hàng truyền thống mua vũ khí và thiết bị quân sự của Nga ở Trung Đông khác là Ai Cập và Algeria. Ngân sách quân sự của cả hai nước tương đối khiêm tốn, lần lượt là 4 tỷ đô la Mỹ cho Ai Cập và 9,7 tỷ đô la Mỹ cho Algeria. Lịch sử hợp tác quân sự lâu dài của Ai Cập với Liên Xô và sau đó là với Nga không cản trở sự gia tăng ảnh hưởng của Mỹ, kể cả trong lĩnh vực phòng không. Vào tháng 1, Hoa Kỳ đã thông qua một thỏa thuận cung cấp ba hệ thống radar. Ngoài ra, Ai Cập vẫn là quốc gia dễ bị tổn thương bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Algeria cũng có lý do để quan tâm đến các hệ thống phòng không hiện đại của Nga. Lập trường chống Israel tích cực, mâu thuẫn với Maroc và sự bất ổn của nước láng giềng Libya đã thúc đẩy Algeria mua các loại vũ khí mới. Xét về số lượng thiết bị quân sự mua từ Nga, Algeria chỉ đứng sau Ấn Độ. Máy bay trang thiết bị mặt đất và hệ thống phòng không trở thành đối tượng nhập khẩu chính. Thông tin không chính thống về sự xuất hiện của Triumph của Nga tại Algeria thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Các cuộc đàm phán liên quan đến việc cung cấp hệ thống phòng không được đề cập, nhưng không có xác nhận chính thức nào về những dữ liệu này. Có lẽ các cuộc đàm phán đang thực sự được tiến hành, nhưng không được công khai. Algeria không chịu ảnh hưởng quá lớn của Mỹ nhưng hai nước lại có quan hệ thương mại và đầu tư. Có lẽ điều này buộc họ phải che giấu các cuộc đàm phán Năm 2020, Iraq tỏ ra quan tâm đến việc mua S400. Karim Alavi, một thành viên của Ủy ban An ninh và Quốc phòng Iraq, cho biết: "Chúng tôi phải có được những hệ thống này, đặc biệt là sau khi người Mỹ đã nhiều lần làm chúng tôi thất vọng khi không giúp chúng tôi có được vũ khí thích hợp." Tuy nhiên, chưa có bất kỳ thỏa thuận cung cấp nào được ký kết. Về phần mình, chúng tôi lưu ý rằng ở Iraq, sự quan tâm đến vũ khí Nga đang giảm dần. Theo dữ liệu được công bố của Mỹ, Quân đội Iraq được cho là đang thiếu phụ tùng thay thế trầm trọng cho trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất do xung đột ở Ukraine và lệnh trừng phạt đối với Nga. Do đó, lực lượng không quân Iraq có kế hoạch thay thế phi đội Mi-17 bằng 20 máy bay trực thăng đa năng dòng Bell 412, 4 chiếc Bell 412 EPX Nhật Bản sản xuất và 16 chiếc Bell 412M quân đội Iraq cũng muốn mua 15 trực thăng tấn công hạng nhẹ Bell 407 m mới để thay thế một phần phi đội trực thăng Bell 407 hiện tại và 15 trực thăng huấn luyện Bell 505 mới để thay thế các trực thăng huấn luyện Bell 407 và O-58 đã cũ. Kết luận, trong những năm qua kể từ khi ký kết thỏa thuận trai ẩm đầu tiên, các chuyên gia Nga từ ngành công nghiệp quốc phòng, các cơ quan chịu trách nhiệm thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự cũng như bán thiết bị kỹ thuật quân sự cho các đối tác quốc tế đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện một hệ thống phức tạp đắt tiền. Nga đã thành công trong việc phát triển một hệ thống linh hoạt, có thể tùy biến theo nhu cầu của người mua cụ thể, cũng như giảm thời gian sản xuất và chuyển giao hệ thống phòng không cho người mua. Đây là một lợi thế cạnh tranh đáng kể khi quá trình ra quyết định của các đối thủ mất nhiều thời gian hơn. Thật không may, không phải tất cả các bên muốn mua S400 đều có thể đủ quyết tâm làm như vậy. Nhiều quốc gia Trung Đông lo sợ lệnh trừng phạt của Mỹ, một số khác không có khả năng chi trả cho các loại vũ khí tiên tiến này. Phản ứng của Nga nên là một cách tiếp cận linh hoạt hơn các lựa chọn quan trọng khi làm việc với các khách hàng trung đông có thể là ký kết các hợp đồng chọn đời đầy đủ ký kết hợp đồng bao gồm đào tạo nhân viên đưa ra mức giá ưu đãi cho các lần giao tên lửa tiếp theo hỗ trợ chuyên gia tại chỗ trong quá trình triển khai hệ thống ký kết hợp đồng bằng nội tệ của các quốc gia chuyển giao công nghệ một phần nội địa hóa một phần sản xuất tổ chức lắp ráp trong nước đối tác thỏa thuận về việc chuyển giao một phần tài liệu sau khi giao lô hàng thí điểm thành lập một trung tâm bảo trì và dịch vụ liên quan tại quốc gia người mua, hỗ trợ một chuyên gia kỹ thuật. Người sẽ liên tục làm việc với hệ thống cùng các chuyên gia của bên mua. Nga đang thực hiện các bước theo hướng này và một số quyết định đã góp phần đáng kể vào việc phổ biến các sản phẩm quân sự. Việc quảng bá vũ khí và thiết bị quân sự cũng là một vấn đề Nga có truyền thống tụt hậu so với các đối thủ trong việc quảng cáo và khuyến mãi hàng hóa cũng như dịch vụ trong khuôn khổ triển lãm vũ khí Trung Đông. Người ta tin rằng vũ khí chất lượng cao đặc biệt là những vũ khí đã có kinh nghiệm thực chiến tự nó sẽ nói lên điều đó trong khi đó thâm nhập thị trường mới bao gồm một loạt các biện pháp thương mại thông tin và ngoại giao tiến hành nghiên cứu tiếp thị các chiến dịch quảng bá chính thức làm việc với dư luận ở một quốc gia trung đông cụ thể đồng thời tiến bộ công nghệ đang tiến lên các mối đe dọa mới và các phương tiện đối phó với chúng đang xuất hiện điều này cũng được phản ánh trên thị trường Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxing file. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.